Tôi cũng không phải kiểu người ủy mị tới mức tin vào câu chuyện một mái nhà tranh hai quả tim vàng đâu. Vì đói quá thì tim thận gì rồi cũng sẽ bán hết thôi. Thực tế là tốt, nhưng cũng đừng thiệt cận quá. Đừng chọn người yêu như lựa mua hàng hóa, mà hãy xem đó như một thương vụ đầu tư. Đơn giản vì con người sẽ tăng giảm giá trị theo thời gian. Họ không có một cái giá niêm yết nào cả. Ồ, vậy thì phải đầu tư thế nào đây? Ở đây tôi sẽ phỏng theo 10 lời khuyên của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett. Thứ nhất, chỉ đầu tư vào những gì bạn hiểu rõ. Nếu bạn hiểu văn hóa Âu Mỹ thì hãy chọn đối tượng Âu Mỹ. Nếu bạn hiểu rõ người Việt hơn thì chọn bạn đời người Việt. Tất nhiên chỉ chọn yêu người mà bạn hiểu rõ. Mình không đả kích tình yêu sét đánh kiểu vừa gặp đã yêu như phim Before Sunrise năm 1995. Bởi vì đôi khi có những người ta vừa gặp là đã có thể hiểu rõ rồi. Và con người càng trải nhiều sẽ càng dễ dàng nhận biết ai là người phù hợp với mình một cách nhanh chóng. Mạo hiểm lao vào những thứ mình không hiểu cũng được, nhưng bạn phải hiểu rõ hậu quả và sẵn sàng chấp nhận. Chỉ khác ở chỗ là bạn rất khó có cơ hội làm lại, vì đời người nhanh lắm, đầu tư thua lỗ một vụ thì gần như là phá sản luôn. Thứ hai, không bao giờ thỏa hiệp về chất lượng. Mình có thể thay đổi được anh ấy. Lào tưởng muôn đời của các bạn nữ thích bad boy. Những thương vụ tồi tệ nhất thường chính là những thương vụ nhìn có vẻ hấp dẫn nhất, được báo chí lăng xê liên tục các kiểu. Những gã bad boy cũng như vậy. Thường thì cái mã rất là hấp dẫn, dễ tạo được sự thu hút, nhưng mà xét về khía cạnh đầu tư thì 100% thua lỗ. Đôi khi một lỗi nhỏ về chất lượng lại là biểu hiện của một lỗ hổng chết người mà bạn chưa nhận thấy. Ví dụ như một thanh niên nhiều lần đưa ra dự định nhưng mà rốt cuộc không thể nào bỏ hút thuốc lá, thì có thể là biểu hiện của một ý chí hèn kém chứ không phải là biểu hiện của áp lực công việc đâu. Nếu cảm thấy không đủ sức buộc đối tác cải thiện chất lượng trước khi quyết định đầu tư thì tốt hơn là nên rút lui. Thứ ba, khi đã đầu tư thì hãy tâm niệm rằng sẽ giữ cổ phiếu đó suốt đời. Điều này đặc biệt đúng với hôn nhân. Hãy chọn người có thể gắn bó cả đời, thậm chí dù có yêu dù chia tay thì ít nhất vẫn có thể là bạn đến hết đời. Nếu bạn thích kiểu đầu tư lướt sóng thì hãy xem lại số vốn của bạn ấy đã. Một hot girl có thể đầu tư lướt sóng được cao lắm là 10 năm. Trong 10 năm đó coi như là bạn có thể thay bồ 10 lần. Nhưng giá trị của 10 lần đó cộng lại có bằng duy nhất một lần hay không thì bạn phải tự cân nhắc. Xin nhớ rằng là sau mỗi vụ đầu tư và bán tháo cổ phiếu thì lòng tin của công ty nhận đầu tư sẽ không còn nữa. Nếu nhận thì đó cũng chỉ là một kiểu hợp đồng lợi dụng lẫn nhau trong ngắn hạn mà thôi. Thứ tư, đầu tư phân tán có thể rất nguy hiểm. Thả thính đại trà là một kiểu thường thấy của các bạn cả nam lẫn nữ. Nhưng đây thật ra lại là một cách làm lãng phí. Bạn có thể dùng chiêu trò để thu hút các đối tượng tiềm năng, nhưng không thể tung tiền đầu tư cho tất cả được. Hãy nhớ, số lượng mối quan hệ thì tỷ lệ nghịch với độ sâu của tình cảm. Thứ năm, hầu hết tin tức đều là thứ gây nhiễu, đừng nhìn vào tin tức. Khi xem xét một đối tượng, đừng nhìn vào những thứ thuộc dạng thông tin bề nổi, như là ngoại hình, trang phục, lời anh ấy nói, lời của bạn bè người thân anh ấy nói, những thứ anh ấy điền vào hồ sơ xin việc. Hay ít nhất là bạn cũng đừng nhìn vào bề nổi của những thứ đó, vì những thứ đó không bao giờ là yếu tố then chốt dẫn tới thương vụ thành công. Hãy nhìn vào những hành động thực tế, cách hành xử, hành vi, thái độ của người đó đối với từng sự vật, sự việc và cách phản ứng. Hãy chạm vào những góc khuất của người đó, những mặt xấu, những mặt ít bộc lộ với mọi người. Hãy trở thành insider, đầu tư từ bên trong. Thứ 6, đầu tư không phải là khoa học tên lửa, nó rất đơn giản. Đơn giản quá nên là chắc là không cần nói thêm nhỉ. Okay. Thật ra thì những kẻ khờ chính là những người yêu chân thành và đơn giản nhất. Sự chân thành đôi khi có thể tạo ra kỳ tích, dễ hay khó thì lại là vấn đề về cảm tính. Và vì là cảm tính nên bạn có thể lựa chọn. Không giống như việc đầu tư, bạn có thể thấy khó mà chọn việc khác. Nhưng mà chọn người yêu là việc gần như bạn phải làm và muốn làm. Thì tốt nhất là nên xem nó là việc dễ đi. Thứ 7, hiểu rõ sự khác biệt giữa giá thành và giá trị. Đây là điều quan trọng nhất. Nó tạo ra khác biệt giữa mua hàng và đầu tư. Mua hàng tức là chỉ nhìn vào tình trạng hiện tại rồi định giá, quyết định mua và xài, hết khấu hao thì bỏ. Đây là cách mà hầu hết các bạn trai và bạn gái đang lựa chọn. Họ chọn người yêu bằng cách nhìn vào tài chính, lương thưởng, ngoại hình, công việc, gia thế hiện tại của đối tượng. Nhưng chọn một người bạn đời thì không phải là mua hàng. Chọn bạn đời nghĩa là phải đồng hành và phát triển cùng với họ trong vài chục năm tới nữa. Vậy nên bạn phải nhìn vào tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và năng lực hiện tại của họ. Bạn phải nhìn thấy tiềm năng phát triển và sinh lợi của họ với sự đầu tư của bạn. Họ có thể trở thành một người cha, người mẹ mẫu mực cho con bạn không? Họ có thể trở thành một người bạn đời mang đến cho bạn niềm vui đến cuối đời hay không? Họ có thể phát triển về mặt tài chính không? Hạn mức sử dụng của họ còn được bao nhiêu? Vân vân và mây mây. Hãy nhìn vào tương lai, đừng có nhìn vào hiện tại. Thứ 8, chiêu hiệu quả nhất thường là chiêu nhàm chán nhất. Phương thức đầu tư hiệu quả nhất thường là những phương thức nhàm chán nhất. Một là tốn rất nhiều thời gian.
hai là nó chẳng mấy dramatic hay là romantic. Mấy kiểu dramatic hay là romantic như phim đều sẽ dẫn tới kết cục bi thảm, hoặc 90% là như vậy. Thay vì mạo hiểm đầu tư vào những dự án được ăn cả ngã về không, vì bạn chỉ có thể thử một lần hoặc vài lần thôi, thì bạn nên đầu tư vào những đối tượng đã chứng minh được rằng họ xứng đáng. Nếu xứng đáng thì đừng ngại chiến đấu với vài đối thủ cạnh tranh là những nhà đầu tư khác. Thứ 9, các quỹ tương hỗ chi phí thấp đều nằm trong tầm tay của mọi người. Ở đây bạn phải xác định số vốn của bạn. Ba vòng có ổn không? Chiều cao tốt không? Mặt sinh da trắng không? Điều kiện gia đình thế nào? Học vấn, tính cách, sở trường, thế mạnh, điểm yếu. Nếu không ở cấp hoa hậu thì tốt nhất là đừng chơi với đại gia Novaland. Vừa ít tiền vừa không ra thế thì không thể tham gia thương vụ lớn được. Tuy nhiên, thường thì những thương vụ lợi nhất đều bắt đầu từ những cổ phiếu giá bèo nhất, những startup mờ nhạt nhất. Quan trọng là bạn phải là người đầu tiên nhìn thấy tiềm năng của đối tượng, là người đầu tiên tiếp cận và đề nghị đầu tư. Nếu năng lực chuyên môn của nhà đầu tư trùng khớp với thế mạnh của startup thì khả năng thành công lớn và mang về return on investment lớn là rất cao. Nhưng nhớ phải coi vốn kỹ nhé. Đầu tư xong vòng hạt giống mà hết tiền thì nó lại đi gọi vốn vòng A, vòng B thì đừng trách người ta thay lòng đổi dạ. Nếu phải đầu tư 10 năm, lúc đó nhan sắc bạn đã tàn phai, tiền tài cạn kiệt thì khả năng đối tượng chỉ vì nghĩa mà níu kéo cũng chẳng có hạnh phúc gì mấy. Cổ phiếu bị pha loãng quá nhiều, lợi nhuận hóa ra lại không đáng. Thứ 10. Chỉ lắng nghe những ai bạn biết rõ và tin tưởng. Thông tin nhiều chiều cũng tốt, nhưng chỉ tham khảo thôi. Hãy lắng nghe những ai bạn hiểu rõ và tin tưởng. Khi có chuyện, đừng nghe người thuộc phe hắn hoặc phe ả. Hãy xem em gái của mình đang thuộc phe nào, bạn cùng phòng của mình thuộc phe nào. Tốt nhất là với quan hệ nhà đầu tư và người nhận đầu tư thì phải tạo dựng một quan hệ minh bạch và tin tưởng lẫn nhau. Khi gặp vấn đề cùng nhau giải quyết, vậy thì startup mới thành công được. Bonus cho các bạn này. Thứ 11. Sau khi quyết định đầu tư rồi, đừng tưởng vậy là xong. Nhà đầu tư không chỉ có nhiệm vụ bỏ tiền, và với quan hệ bạn đời, dĩ nhiên bạn không thể chỉ vứt tiền ra đầu tư rồi. Cả hai đều phải cùng nhau phát triển, hoàn thiện bản thân, nâng cao năng lực để cùng nhau đạt tới mục tiêu chung. 12. Các điều khoản ban đầu sẽ bị thay đổi. Đừng ỷ lại các điều khoản đã ký với nhà đầu tư. Đơn giản là khi có chuyện, ai có quyền hơn người đó sẽ thay đổi điều khoản. Nếu cổ phần quyết định thuộc về nhà đầu tư, họ sẽ thay đổi điều khoản. Vậy nên đừng tin những lời hứa hẹn. Tất cả sẽ thay đổi khi có vấn đề phát sinh. Hãy nhìn vào cách hành xử và thái độ của họ mỗi khi có chuyện. Đừng chờ đợi một lời hứa nào cả. Nếu có thì chỉ là hợp đồng tiền hôn nhân thôi. Thứ 13. Cân nhắc nhiều quá sẽ lỡ mất cơ hội. Mấy điều trên đọc tham khảo thôi. Hãy nghiêm túc nhưng đừng tính toán quá chi li. Đừng cân đo đong đếm từng tí. Đừng so sánh thiệt hơn. Đừng đứng núi này trông núi nọ. Khi đã đầu tư là phải toàn tâm toàn ý, vì vốn liếng bạn đổ hết vào đó rồi. Có hóng núi khác thì cũng vô ích thôi. 14. Đầu tư lẫn nhau chứ không phải từ một phía. Cái này thì tại vì thấy số 13 có vẻ hơi xui cho nên tôi thêm điều này thôi. Cũng có vẻ hợp lý đấy. Đọc là cũng hiểu liền rồi nhỉ. Nice. Lưu ý, bài này được chia sẻ bởi một thằng vừa FA lại vừa mù về đầu tư. Nên là mà thôi. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.